Đây là mẫu chiêu nguồn BK40S. Bên em đang test để chuẩn bị gửi đi cho khách 10 cái các bạn. Sáng ngày ông nhân viên gửi nhầm đi một cái, tưởng là chỉ có gửi một cái rồi, còn thiếu 9 cái. Bây giờ đầu giờ chiều gửi nốt. Thì con này nặng 5,3 kg các bác nhá. Nó rất là nặng, cả thùng cắt tông đấy. So với những cái dòng bình thường thì con này nó rất là đầm lì và chi tiết các bác nhá. Ở bên trong nó sẽ có 8 cái cuộn đồng. Tí nữa em sẽ gửi cái hình ảnh lên trên để các bác cùng xem. Hàng này rất là chất nhá. Cái này nó có bypass theo từng kênh một, hoặc là có cả một cái bypass bằng cơ đi kèm này. Đây, đi kèm nó sẽ như thế này. Đây. Mình tắt bật ở ngoài thiết bị nha các bác nhé. Cái này cho ở ngoài ngoài tủ thiết bị. Mình cắm tắt bật bằng cái switch. Đấy, switch bằng cái này. Đó. Mình đang test thì gửi đi cho khách. Bác nào quan tâm đến cái dòng bộ chiêu nguồn này có thể liên hệ bên ảnh sáng hoặc bên em nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Bye các bác.